ngày 8 tháng 5 nha. À, mình có ghi ngày tháng trên này để bảo hành ha, ngày 8 tháng 5. Con 18 auto IGBT chạy 4 tụ lực nguồn đầu vào, 8 tụ lực nguồn đầu ra ha. Miếng áp E55, miếng áp bơm cũng E55, bơm thực toán luôn ha. Máy này là cho anh Thi ở Đồng Tháp ha. Bây giờ đang cho máy mang tải 2000W ha, đánh lì ha. Máy rất là nhảy cò luôn ha. Cái màu đỏ bên này là chỉnh mạnh yếu ha. Khi mà đi đánh một vợt hoặc là đi chế độ tổng hợp á thì sẽ chỉnh cái mạnh yếu này ha. Còn cái này là khi đánh thả lạnh và đánh tổng hợp mới chỉnh được cái màu xanh nha. Còn khi đánh lì là chỉnh được cái màu đỏ thôi. Đó. Đó. Cái này là duty, nhầm, nãy em nhầm, cái này là duty, cái này mạnh yếu. Còn gạt xuống đây á, ở giữa, nắp giữa là nó thả nha, thả cáp nha. Khi thả cáp á thì cái màu đỏ này nè, anh chị trả về hết cho em, trả về hết cho em, về số 1 cho em ha. Còn màu xanh này á, tăng chỉnh tùy hết. Nè, tăng nhanh lên nè. Còn đây là về chế độ tổng hợp là bật xuống. Nên anh chị nhớ cho em nha, không phải là chỉnh mạnh hết cỡ mà cái máy nó mạnh đâu ha, chỉnh cho phù hợp với cái nguồn nước thôi ha. Thì em cho máy mang tải 3000. Thì máy mang tải 5000. Máy mang tải 1000.